Chào bạn, hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2024, shop Hanmi xin giới thiệu mẫu Jet Madon Gen 7, phiên bản hàng dựng và lắp ráp, không phải hàng chai, không phải hàng chính hãng, đây là hàng China. Khung carbon, phụ carbon, ghi đông carbon, cốp yên carbon, bánh carbon. Xe được trang bị tổng cấu hình là 2 đĩa và 12 lít. Tay đề lắc Shimano 105R7120, heo dầu Shimano 105R7170, cùi đề đĩa Shimano 105R7120, giò dĩa Shimano 105R7170, sên Shimano gia băng 12 lít thả 12 tầng Shimano gia băng 105R7101, cùi đề lip Shimano gia băng 105R7120. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 48.500.000. 48.500.000. Mời các bạn xem rõ chi tiết lại lần nữa. Ghi đông carbon, phụ carbon, tay đề lắc Shimano 105R7120. Giá xe 48.500.000, bao ship. Tặng cho các bạn gọng bình nước, đèn trước, đèn sau, tay đề lắc Shimano 105R7120, ghi đông carbon, phụ carbon. Xe được trang bị tổng cấu hình là 2 đĩa và 12 lít. 7120. Ghi đông carbon. Ma đầu. Khung sườn carbon, phục carbon. Heo dầu Shimano 105R7170, mặt đĩa Shimano Malaysia. Heo dầu Shimano 105R7170, mặt thắng đĩa Shimano, giá 48.500.000. Bánh carbon Risington, carbon quạt quay 6560, vỏ Delight Ultra Fresh Roll, van vòi hạt gạo, bánh lượng sống Risington, carbon quạt quay, đâm carbon, bạc đạn nano ceramic, khung sườn carbon, phụ carbon, ghi đông carbon. Ghi đông carbon, phụ carbon, khung sườn carbon, cốt yên carbon. Yên light to buy, có lỗ ngồi thoáng khí. Giá xe đang được bán với giá 48.500.000. Jet Madon Gen 7. Cùi đề đĩa Shimano 105R7120. Giò dĩa Shimano 105R7170. Xe mới, phiên bản hàng dựng và lắp ráp, không phải hàng chính hãng. Hàng này là của China. Cùi đề đĩa Shimano 105R7120, giò dĩa Shimano 105R7170, sên Shimano gia băng 12, lip thả 12 tầng Shimano gia băng, cùi đề lip Shimano gia băng 105R7120, lip thả 12 tầng Shimano gia băng 105R7101. Giá xe đang được bán với giá 48.500.000. Bánh Risington carbon quạt quay. Bánh này cối nổ siêu siêu lớn luôn nha các bạn nha. Cối nổ thô Mavic một xíu, nhưng mà nếu mà nghe mà không khéo thì cứ tưởng nó là bằng Mavic luôn. Mình để ở đây mà lực nó kinh khủng luôn nha các bạn nha. Cối nổ cực kỳ hay và cực kỳ vip. Heo dầu Shimano 105. Chục bút đùm carbon, mặt đĩa 6 ốc. Niên Risington carbon quạt quay 6560, vỏ Delight Ultra Fresh Roll. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 48.500.000. Tên con xe, thương hiệu con xe Jet Madon Gen 7.
rất là đã luôn nha các bạn nha. Tiếng nổ của nó kêu ra tiền đi, ra tiền đi. Vỏ 700x25 nha các bạn nha. Các bạn cầu Vân Carbon 6560. Siêu đẹp luôn. Tem này tem in nha các bạn nha, không có lột ra được, không rờ lên tháo ra được cách nào hết. Muốn tháo ra phải cạo ra, dùng cái muỗng cạo dừa các bạn cạo mới ra được. Resin Carbon Quad Way 6560. Khung là khung carbon, phục carbon, ghi đông carbon, cốt yên carbon. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 48.500.000 bao ship. Chào các bạn.